Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk thứ tư ngày 8 tháng 3 năm 2023. Trong bản tin, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Tăng cường bảo đảm an ninh biên giới dịp lễ hội cà phê. Giám sát an toàn thực phẩm phục vụ lễ hội. Nét đẹp nữ quân nhân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 7 tháng 3, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2023. Trong 4 ngày, các học viên sẽ được học tập 5 chuyên đề là khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu tại buổi khai giảng, lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk khẳng định, việc được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là bước đầu của quá trình phấn đấu để được kết nạp Đảng. Mỗi học viên phải xác định được tinh thần học tập nghiêm túc. Trong quá trình tham gia học tập cần nghiên cứu kiến thức gắn với thực tế ở địa phương, đơn vị. Sau khi kết thúc khóa học trở về địa phương, đơn vị công tác, các học viên tiếp tục vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nhằm tăng cường đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cấp ủy chỉ huy các đơn vị kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương có các biện pháp xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nổi lên, không để xảy ra các điểm nóng về gây rối, phá hoại làm mất an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân và khu vực biên giới. Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá, vượt biên xâm nhập trong thời gian diễn ra lễ hội. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, địa bàn, cơ quan, đơn vị an toàn. Tổ chức tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ. Làm tốt công tác đối ngoại biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia để phối hợp trao đổi thông tin, quản lý bảo vệ biên giới. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, ý nghĩa và tầm quan trọng của lễ hội, vận động quần chúng tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự. Từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 3 năm 2023, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk thành lập hai đoàn kiểm tra tiến hành giám sát an toàn thực phẩm tại các khách sạn phục vụ ăn uống, các nhà hàng ăn uống xung quanh khu vực lễ hội, các khu du lịch trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột phục vụ lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. Theo đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ tập trung giám sát điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở thực phẩm được chọn phục vụ đại biểu tham dự sự kiện, giám sát và hướng dẫn cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định của Bộ Y tế nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và phục vụ việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi xảy ra các sự cố về an toàn thực phẩm. Đồng thời, đoàn giám sát cũng sẽ thực hiện một số test kiểm tra nhanh và kiểm nghiệm khác đối với nguyên liệu đưa vào chế biến thực phẩm và thức ăn, phục vụ ăn uống trong thời gian diễn ra lễ hội, thực hiện lấy mẫu thức ăn đối với các tiệc chiêu đãi tập trung lưu tại chi cục để phục vụ tìm nguyên nhân nếu có tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra. Việc triển khai giám sát nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, phục vụ đại biểu tham dự lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, đồng thời đề phòng tình trạng ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm có thể xảy ra. Tại buôn Chư Mờ Blim, xã E Cao, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột vừa tổ chức Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số thành phố Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2023, cụm số 1. Ngày hội là hoạt động chào mừng kỷ niệm 48 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột giải phóng tỉnh Đắk Lắk và hưởng ứng lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. Ngày hội thu hút hơn 800 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ các xã phường trên địa bàn thành phố tham dự. Tại ngày hội đã diễn ra các phần thi như diễn tấu cổng chiêng, văn nghệ dân gian, giã gạo nhanh, đan lát truyền thống, dệt thổ cẩm, ẩm thực truyền thống, vân vân, cùng các nội dung thể thao sôi nổi như đi cà kheo, kéo co, đẩy gậy, vân vân. Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số thành phố Buôn Ma Thuột được tổ chức 2 năm một lần nhằm tạo điều kiện để nhân dân các dân tộc giao lưu học hỏi, xây dựng tình đoàn kết gắn bó cộng đồng, bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần, giới thiệu và quảng bá về văn hóa truyền thống và các đặc sản nông nghiệp của thành phố.
Ngày 7 tháng 3 năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ea Leo phối hợp với xã Ea Heo tổ chức ra mắt mô hình điểm tổ truyền thông cộng đồng và địa chỉ tin cậy. Mô hình tổ truyền thông cộng đồng và địa chỉ tin cậy tại thôn 7C xã Ea Heo có 9 thành viên. Tổ truyền thông có nhiệm vụ tuyên truyền giải quyết vận động người dân thay đổi các định kiến, những tập tục tại địa phương có hại đối với phụ nữ và trẻ em. Việc thành lập mô hình điểm tổ truyền thông cộng đồng và địa chỉ tin cậy nhằm tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, đặc biệt phụ nữ và trẻ em, dân tộc thiểu số. Công an huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện xử lý một đối tượng về hành vi tàng trữ mua bán trái phép loại súng săn bắn đạn chì. Tổ công tác đã thu giữ 4 khẩu súng hơi nén bắn đạn chì do Nguyễn Khắc Tỉnh ở xã E Nam, huyện Ea Leo lắp ráp hoàn chỉnh để bán và một điện thoại di động dùng để liên lạc mua bán linh kiện về lắp ráp súng hơi nén bắn đạn chì. Tỉnh khai nhận khoảng từ năm 2021 đã lên mạng xã hội đặt mua súng hơi tự chế PCP. Đây là loại súng bắn đạn chì nhằm mục đích để đi săn bắn. Để tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra, số linh kiện được chia thành 2-3 đơn hàng rồi gửi theo đường bưu phẩm. Sau khi nhận đầy đủ linh kiện về, tỉnh tự lắp hoàn chỉnh rồi bán lại với giá 4,5 triệu đồng một khẩu. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố một đối tượng tự xưng là công an để đe dọa cướp tài sản. Đó là Y Thương Nê, trú tại xã Rê Sáp, huyện Krông Anna. Theo kết quả điều tra, sáng ngày 9 tháng 3 năm 2022, Thương làm quen với cô gái đang sinh sống trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, Thương đã rủ cô gái đến một nhà nghỉ ở phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, rồi khóa cửa, tự xưng mình là cảnh sát hình sự, rồi lấy điện thoại chụp ảnh và các giấy tờ của cô gái. Sau đó, Thương còn dùng dao đe dọa ép cô gái phải chuyển số tiền 20 triệu đồng, nếu không sẽ gửi các hình ảnh vừa chụp cho gia đình. Vì quá lo lắng nên cô gái đã chuyển cho Thương 13,2 triệu đồng. Sau đó, cô gái đã đến công an thành phố Buôn Ma Thuột trình báo. Gây án xong, Thương bỏ trốn đến thành phố Hồ Chí Minh và đến cuối tháng 7 năm 2022 thì bị công an thành phố Buôn Ma Thuột bắt giữ về hành vi cướp tài sản. Thưa quý vị và các bạn, làm việc trong môi trường quân ngũ kỷ luật nghiêm ngặt, cường độ công việc cao, nhưng những nữ quân nhân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk không những hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn năng nổ với các hoạt động vì cộng đồng, để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân. Mỗi người đảm trách một nhiệm vụ, bộ phận khác nhau như văn thư, quân y, thư viện, tuyên truyền văn hóa. Song các cán bộ hội viên của Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đều xác định rõ trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, vất vả, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại bộ phận thông tin, các chị đều đã có thâm niên hơn 20 năm làm việc, nhưng chưa có chị nào có một cái lễ Tết trọn vẹn với gia đình bởi chia ra thành hai kiếp trực, luôn có mặt 24 trên 24 giờ để đảm bảo thông tin liên lạc. Trong dịp lễ Tết còn thường xuyên phải tăng ca, thời gian các nữ quân nhân đi trực còn nhiều hơn ở nhà. Em làm bên cái mạng thông tin liên lạc này á, thì giống như là một cái mạch máu mà nối liền để cho là nó thông suốt được á, thì chị em chúng tôi ở đây á, thì chia ca chia kíp ra trực á, là phải đảm bảo được cái thông tin. Trực á, là phải 24 trên 24 đều có mặt ở đây. Rồi chia ca ra thì đều phải có mặt ở đây, là trực nó nghiêm ngặt. Thì chúng tôi thì nữ quân nhân nữa, cho nên là trong cái huấn luyện về cái thời gian giờ giấc hoặc là các cái công việc khác thì đều là đảm nhiệm để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ, bảo đảm cái thông tin liên lạc cho là Bộ Chỉ huy. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, các nữ quân nhân Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn tích cực phối hợp với các đơn vị, các nhà hảo tâm, tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, phụ nữ khó khăn, người già neo đơn, học sinh nghèo vượt khó, trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính riêng chương trình Mẹ Đỡ Đầu, đến nay các nữ quân nhân Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nhận và phối hợp với các đơn vị đỡ đầu cho 8 trẻ em mồ côi. Các mẹ và các cô chưa xuất hiện thì bao ngày thì cũng rất là bình thường, nhưng từ khi xuất hiện thì mọi việc nó trở nên dễ dàng hơn, đỡ khó khăn và cảm thấy đó là một nguồn động viên lớn và cảm thấy là rất là ấm áp và các mẹ và các cô thật sự tốt bụng. Chung tay của toàn cơ quan đơn vị thì hàng tháng là chúng tôi hỗ trợ các mức cho các cháu là mỗi cháu 500 ngàn và sau đó là
hàng quý hay là có những cái dịp là các cháu đau ốm hay là thỉnh thoảng mà chị em những phân công chị em với nhau có thời gian thì có thể là xuống để thăm hỏi động viên cháu, giúp đỡ các cháu trong học tập để cho các cháu là tạo được cái sự vui tươi của cái tuổi thơ để mà không thiếu thốn tình cảm của mẹ. Các chi hội phụ nữ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk thực hiện tốt các phong trào thi đua phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nuôi heo đất, xây dựng gia đình 503 sạch, bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Đồng thời sáng tạo triển khai thêm nhiều mô hình mới có sức lan tỏa hiệu quả cao như mô hình tủ sách phụ nữ, học tập và làm theo Bác, bếp nuôi quân giỏi, nhà phân loại rác thải, v.v. Trên từng lĩnh vực công tác thì các chị em hội viên phụ nữ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh luôn đoàn kết, phát huy truyền thống, các phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ quân đội, cùng nhau phấn đấu để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao và hoàn thành tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình. Với mục tiêu xây dựng người phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, tự tin, trung hậu, đảm đang, cán bộ hội viên Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.